Kính thưa quý vị, chúng tôi cảm ơn sự trở lại của quý vị với phần 2 của chương trình ngày hôm nay. Và tôi xin báo cùng quý vị là sau phần 2 này thì quý vị lúc nào cũng có thể gọi vào số 714-893-3264. Tôi nhắc lại số 714-893-3264 để quý vị có cơ hội hỏi ba anh em chúng tôi tất cả những câu hỏi có liên quan đến sức khỏe quý vị, đến thuốc men quý vị đang dùng bất cứ lúc nào. Và để trước khi chúng tôi đón nhận những câu hỏi quý vị thì chúng tôi xin trở lại cái chương trình. Để tôi muốn nhắc lại là anh Phong là cái vấn đề cái gọi là donut hole nó tương đối nó hơi phức tạp, thì xin anh Phong nhắc lại là donut hole thì số 3.310 đồng đó là cái gì? Dạ, và cái 3.310 đồng là cái tiền của cái thuốc mà mình uống. Thí dụ mà chính phủ trả cho quý vị đó phải không? Vâng, cái số tiền đó là chính phủ trả và cái copay của mình cộng lại với nhau. Cái số tiền thuốc đó thí dụ như là 100 đồng, chính phủ trả 95 đồng, mình trả 5 đồng copay đi, thì cái tiền thuốc là 100 đồng. Lúc mà cái số đó mà bằng 3.310 đồng đó, thì lúc đó là mình sẽ bị vô cái donut hole. Yeah. Ok, nếu trong trường hợp mình vô donut hole rồi thì nó như thế nào? Thì phải bệnh nhân phải trả như thế nào? Dạ thì lúc mà mình vô cái donut hole rồi đó, thay vì mình đi, lúc mà mình đi ra pharmacy mình lấy thuốc, mình trả, thường mình trả có mấy đồng thôi. Trả copayment thôi. Dạ, nhưng mà lúc mà mình vô cái donut hole rồi á, thì mình trả cả mấy trăm đồng. Cái donut nó cao hơn? Nó cao hơn rất là nhiều. Thường một thí dụ đi, mình thường thường nếu mà mình trước khi mình vô cái vùng donut hole đó, thì một lần copayment thí dụ thường thường nó là 10 đồng phải không? Dạ. 5-10 đồng gì đó. Dạ. Nhưng mình vô cái donut hole thì nó sẽ tăng như thế nào? Thì nó sẽ tăng lên cỡ, thí dụ cái tùy theo cái thuốc mình uống. Yeah. Cái thuốc thí dụ như là 100 đồng đi, thì mình thay vì mình trả 5 đồng copay, mình có thể mình trả là 80 đồng hay là 90 đồng. Cái số tiền mình trả rất là nặng. Nó tùy theo cái policy mình mua. Đúng rồi, tùy theo cái loại thuốc. Cũng như là cũng như mình chọn cái hãng bảo hiểm thuốc đó phải không? Dạ vâng. Dạ vâng. Thành ra nó trở lại cái chuyện là quý vị đi mua cái bạc đi cũng phải quan trọng lắm. Dạ. Phải bàn với dược sĩ, phải bàn với những người về am tường, về cái donut hole này như anh Phong phải không? Dạ, thì tại vì mỗi một hãng bảo hiểm á, họ có cái level của cái thuốc đó, nó gọi là tier. Nếu mà hãng A ấy, thì họ có thể họ nói là cái thuốc này nó là generic, là tier 1. Yeah. Thì nó là cheap nhất. Cái hãng B ấy, thì họ có thể nói là cái thuốc đó nó là tier 2. Thì nó sẽ tốn nhiều tiền hơn. Cô bị bệnh nó cao hơn. Đúng rồi, dạ. Thành ra để hỏi anh Phong đó là nếu mà quý vị đã bị nhảy vô cái donut hole rồi đó, làm sao mình thoát ra được? Dạ. Yeah. Thì theo Phong nghĩ chính phủ làm cái donut hole là tại vì họ thật sự không có tiền để trả cho mình cả đời của mình tất cả những cái thuốc mình uống, nên họ phải có cái donut hole để mình bắt mình đóng trả góp. Đúng là đóng góp vô cái phần thuốc này của mình. Thì mình lúc mình vô cái donut hole rồi đó là mình phải trả ra túi là 4.850 đồng tổng cộng. Tổng cộng là 4.800, đó là sau khi mình đã trả cái 3.000 rồi hả? Hoặc cái 3.000 là nhà nước trả. Cả nhà nước cấu với copayment của mình. Đúng rồi. Rồi sau khi mình vô cái donut hole đó thì mình bắt đầu mình phải trả rất là dạ, mất thì tiền. Thì cứ mỗi lần, và dạ, cứ mỗi mình đi lấy thuốc, cái thuốc này là 900, mấy? 1.000, tới khi nào nó tới 4.000 thì chính phủ sẽ giúp trở lại. Đúng rồi. Thành ra sau khi vô cái donut hole rồi đó thì 4.000 sau đó thì chính phủ mới nhảy vô dạ, giúp mình trở lại 4.850 đồng. Tức nghĩa là sau khi mình vào trong donut hole rồi thì bắt đầu phải bóc tiền túi ra. Dạ. Khi tiền túi mình trả ra 4.850 đồng thì lúc bây giờ lại trở lại cái phúc lợi lúc dạ, ban đúng. Đầu. Dạ, đúng. Chưa khi vô donut hole. Đúng rồi. Nhưng mà cái đó là cho cái năm đó thôi. Mỗi năm. Xong rồi năm sau lại trở lại hết lại như cũ. Chúng tôi đang nói những người ở trong, tôi đang nói cái phúc lợi của Medicare đó nha, về bạc đi đó. Thì những người nào mà đang hưởng cái phúc lợi về Medicare và Part D đó thì mua cái phần mà bảo hiểm về thuốc đó rất là quan trọng, lựa chọn tùy theo cái thuốc mình uống, cũng như là thật ra thì ai cũng thích cái brand name hết á, cái thuốc mà bảng hiệu có hiệu. Yeah. Nhưng mà thật ra đó thôi, đôi khi dễ vô cái donut hole lắm, mà vô donut hole thì cái tiền nó cũng móc lên rất là nhanh phải anh? Dạ đúng. Thì như anh Phong nói đó, thì mỗi hãng bảo hiểm thuốc nó có nhiều cái nó phân loại ra. Tier 1 là generic, tier 2 nó cao hơn tí, tier 3 nó cao hơn tí, tier 4 nó cao hơn tí. Thành ra tùy theo cái tier đó mà mình phải trả copayment bao nhiêu tiền, phải không? Dạ đúng. Thành ra, để tôi nhắc lại thì thường bất cứ lúc nào xin quý vị
gọi vào số 714-893-3264 để hỏi những câu hỏi có liên quan đến sức khỏe quý vị, để thuốc men quý vị đang dùng. Tôi nhắc lại số 714-893-3264. Thì trong khi chờ đợi quý vị gọi vô đó, thì anh Phong có những cái gì để mà announce anh Phong? Dạ, thì cũng là cái donut hole thôi. Nếu mà quý vị sợ là mình có thể mình nhảy vô cái donut hole đó hay không đó, thì mỗi tháng họ gửi cho mình cái statement. Right. Họ sẽ báo cáo cho mình biết là ok, cái thuốc này là mình uống, mình copay bao nhiêu đây, chính phủ giúp mình bao nhiêu đây tiền, thì tổng cộng là mình xài đến bao nhiêu đây tiền rồi. Thì mình có cái statement đó, mình sẽ biết là mình, ok, chắc nếu mà mình tới gần cái donut hole quá thì mình thay vì mình uống cái thuốc có hiệu, mình uống cái thuốc generic thôi. Dạ, yeah, nói trở lại rằng bác sĩ Nhân hiểu đó là mấy cái thuốc này nó có là tier 1, tier 2, tier 3, tier 4 và tier 5. Thành ra theo của anh Phong viết ở đây đó, tier 1 là rẻ nhất phải không? Yeah, thành ra nếu mà mình muốn hạ chế đó thì mình làm tier 1. Tier 1 là đa số là mấy cái thuốc generic thôi. Yeah, nghĩa là không phải là brand name, nhưng mà giống như là không phải là Crestor hay là Lip Crestor hay là mấy cái mà mắc tiền. Xong rồi nếu mà mình lên tới cái tier 5 rất là mắc tiền phải không? Tại lúc đó là mấy cái thuốc rất là mắc tiền, giống như là Crestor mấy cái đó. Dạ, thì mỗi một hãng bảo hiểm á, lúc mà mình enroll vô Medicare Supplement hoặc là Medicare Advantage á, họ cho mình cái nó gọi là enrollment kit. Trong đó họ sẽ để cho tất cả những cái thuốc mà họ có trong cái plan đó. Thì nếu mà mình biết là mình đang uống cái thuốc nào đó, thì mình sẽ biết là ok, cái thuốc này là tier 1 hoặc là tier 2 hoặc là tier 3, tier 4, tier 5. Đó, thì lúc đó mình sẽ check, mình coi cái hãng nào best nhất cho mình. Thường thường mình enroll your Medicare Supplement đó, hoặc là Medicare Advantage đó, là đa số là mình lo về cái thuốc thôi. Yeah, thì cái thuốc là cái mà vâng, thưa quý vị, thì trong khi chờ đợi quý vị gọi vào, tôi thì khuyến khích quý vị gọi vào số 714-893-3264. Xin quý vị gọi vào số 714-893-3264 để đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe quý vị, đến những thuốc men quý vị đang dùng, và bất cứ gì nó liên quan đến sức khỏe quý vị, tôi sẵn sàng trả lời quý vị ngay từ giờ phút này, phải không? Thì ngoài ra thì anh Phong, trong cái mùa open season này, anh Phong còn có những cái chuyện gì để mà thông báo cùng khán giả không? Dạ, thì Phong cũng nói là nếu mà quý vị có low income đó, thì mình không có cần đợi cho open season cho for Obamacare. Nếu mà quý vị không có bảo hiểm bây giờ đó, mình có thể mình apply cho Medi-Cal anytime. Thì còn vô Obamacare đó, thì họ là bắt đầu open enrollment tháng 11, mùng 1 tháng 11 cho đến cuối tháng 1 năm 2016. Thành ra cái Obamacare nó lại khác nữa. Nãy giờ mình nói là trường bảo hiểm thương mại thôi mà. Đúng rồi, nãy giờ mình nói là cho những người senior Medicare 65 trở lên. Hay là nếu mà mấy người mà có Medi-Cal, thật ra nếu mà anh Phong nói cho quý vị biết, đó là mình phải làm bao nhiêu tiền mình mới được hưởng được cái Medi-Cal. Dạ. Thì nếu mà mình single, không có gia đình, không có chồng, vợ hay là gì đó, thì mình make cái income của mình cỡ 16.000 trở xuống đó, thì mình sẽ được qualify cho Medi-Cal. Tới bây giờ thì chúng tôi xin tạm gián đoạn trong đôi phút phần 2 của chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi quý vị và hẹn tái ngộ quý vị vào trong đôi giây phút sau phần quảng cáo của những cơ sở thương mại bảo trợ chương trình. Cảm ơn quý vị.